Hello chào mọi người. Thì hôm nay mình trở lại sáng 20 tại núi lán sạn của Nha Trang mọi người, để theo dõi hành trình của Sư Minh Tuệ có đi khất thực hay không nha mọi người nha. Sáng ở khu núi, trên núi này rất là đông nha mọi người, những Phật tử rất là đông. Bắt đầu là các tỉnh đều về lại nơi Nha Trang nha mọi người. Về rất là đông, nhiều lắm. Bây giờ xe đang về mọi người. Đây là chỗ là rất là tự nha mọi người nha. Những anh em cơ quan chức năng bảo vệ rất là kỹ càng, rất là chặt chẽ luôn. Mọi người thấy không? Bà con nhốn nháo luôn để trông chờ để gặp thầy. Thì từ cái chỗ ngã ba này vô chỗ sư ở thì khoảng cỡ 4 cây số nha mọi người nha, cũng gần chứ không có xa. Trên núi xuống hồi tối thì có một số Phật tử ở lại ngủ trong nghĩa địa ngay chỗ gần sư nha mọi người, ngủ để cạnh sư đi ra để đảnh lễ. Mà hồi tối thì nghe nói là hồi nãy chị kia nói là không có ra nha mọi người, sư ở kín trong nó không có ra luôn. Tại vì cả đêm mà người ta nằm người ta chờ, rồi có một anh bạn của sư là bạn từ Gia Lai xuống đó mọi người, thì cũng ở quanh quẩn đó, cũng ở gần đó mà, nhưng cũng như là theo như là bảo vệ đó mọi người. Mà thì em thì em có thầy nữa mà cũng không ở gần thầy được nha mọi người, cũng ở gần đó mà nhưng thức cả đêm luôn. Rồi mấy người Phật tử vô cũng ở lại ngủ gần lán mã cả đêm luôn, cũng bận cái áo vàng cũng giống lắm mọi người, bận những cái áo rất là giống thầy luôn. Rồi đi ra đi vô thì những Phật tử ở dưới đây là thưởng thầy ra không mà toàn là nhốn nháo dòm, mà đâu phải như sáng nay có mấy người bận áo từ trên núi xuống nè, rồi mình cũng tưởng là thầy mà đâu có phải đâu, không phải thầy mọi người, giống lắm, bận đồ y như thầy luôn đi xuống mà không phải thầy. Ở trong đây nó có 2-3 đường rồi mọi người, đường nó tỉ ra 3-4 đường rồi, mà đường nào cũng cơ quan chức năng người ta chặn đường không cho vô cho mọi người. Các anh em chiến sĩ công an thì đứng rải hết bao quanh núi luôn nha mọi người nha, đứng chặn những cái độ nào mà đường vô thầy được là người ta chặn hết, người ta rào 3E hết, người ta không có cho vô được. Khi nào mà thầy mà tự nguyện thầy đi ra thì mới đảnh lễ được, còn thầy không có tự nguyện thì mình không có vô được, Phật tử không có vô được mọi người. Cũng như thầy là tất cả. Thì có cô bán bánh mì đây, cái xe bánh mì ở đây, thì nếu Phật tử nào có đói thì mua ăn để chờ thầy, ai chờ nấu thì mua bánh mì ăn để chống đói để chờ thầy mọi người. Cô bánh mì cô nói xe này cô bán có 20 ổ, số lượng đông gì mà bán được có 20 ổ. Chắc Phật tử này, những người mà theo sư này là chắc hình như là không biết đói mọi người, thét rồi ai cũng giống rèn luyện giống sư luôn rồi, hình như là muốn tu hành đầu đà hết rồi sao không biết đói. Mà lúc sáng sớm á mọi người, thì khoảng giờ đó hình như 4:30 á, hình như là có xuống gặp ông thầy Năm rồi mọi người. Xuống gặp ông thầy Năm gặp đâu khoảng hình như là khoảng 20 phút á, rồi là sư đi lên lại nha mọi người nha.
không biết gặp có vấn đề gì hay như thế nào thì mình không biết. À, nghe hồi nãy chú thì ông nói không biết có vấn đề gì không mà gặp sư xuống gặp thầy Năm khoảng 20 phút là sư lên lại. Đó là đặc biệt thầy Năm là sư mới gặp nha mọi người nha, chứ là sư hình như là không có ra khất thực đâu. Đó, như là sự quan trọng mà gặp thầy Năm gì đó, có chuyện gì vấn đề gì quan trọng á, sư gặp có 20 phút là sư lên lại. À, lên lại ẩn trên núi. Đó, có anh này thì anh cũng, anh bịt mặt này anh cũng đi lên trên sư xuống là mọi người. Cảm ơn anh. Anh nói những vấn đề mà anh vô sư, cũng gần tới sư mà không vô được, vô gần mà không tới xét được sư nha mọi người. Gần là cách khoảng cỡ chừng 20 mét nha mọi người, chứ không vô xét được. Thì chắc anh cũng có một điều gì quan trọng á mọi người. Như là anh này là đem cơm lên cho sư sao á. Nào bây giờ mình di chuyển qua hướng ở đây nha mọi người nha. Tại cái hướng bên đây thì nghe nói là bên kia có thể thầy đi ra đó. Thì thông tin nó cũng lộn xộn lắm mọi người. Có lúc này lúc kia thì mình nghe đâu thì mình đi đó. Có lúc thì nói thầy không đi, rồi có lúc nói thầy đi. Thì giờ mình cứ chuyển qua hướng bên đây mọi người. À, coi thử thầy có ra không. Tại ở đây nó nhiều đoạn ngã ba lắm. Bên kia anh chị bên kia. Mọi người cũng thấy cái quang cảnh ở đây rất là tuyệt vời nha mọi người, đẹp. Giờ anh này anh chỉ để hỏi anh thôi, anh chỉ qua cái hướng mình nào mình dễ lên nha mọi người nha. À, anh cũng nói anh là đi hồi 4 giờ phi mọi người. Chờ tới giờ này luôn. Chờ mấy tiếng đồng hồ mà lúc cuộc tìm cũng không thấy, là anh cũng thất vọng anh ra về luôn mọi người. Thì anh ra về anh cũng vui vẻ. Anh nghĩ là ngày mai 21 anh sẽ đi lại. Đó là giờ các anh em cũng chuyển hướng hướng qua đây hết mọi người. Mọi người thấy không? Bà con Phật tử này nọ ngồi y như là lính đánh thất trận này mọi người.
Rồi mình cũng xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đăng ký kênh để cập nhật được tin tức của Sư Minh Tệ hàng ngày nha mọi người nha. Bye mọi người.